mặt sân của sân Hòa Xuân, đội Quảng Nam đang thi đấu. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa làm khách trước Quảng Nam trên sân Hòa Xuân. Các bạn nhìn mặt cỏ hiện tại bây giờ thì bạn đánh giá như thế nào? Sau buổi tập ngày hôm qua của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thì đến ngày hôm nay thì sân vẫn còn nguyên, y nguyên. Ban tổ chức cũng không có dấu hiệu là lu sân hay là cắt cỏ gì cả, lu mặt sân gì đâu. Rất có nghề. Không có dấu hiệu của lu sân hay là cắt cỏ sân. Gần như là vạch vôi thì buổi tập ngày hôm qua thì vẫn còn nguyên, không kém mới. Mình đánh giá, cá nhân mình đánh giá là cực kỳ kém chất lượng. Nếu ở dưới Thanh Hóa thì trước mỗi trận đấu câu lạc bộ sẽ ban tổ chức sẽ lu sân và cắt cỏ cho đội tập, kẻ vạch vôi cho đội tập, và sau ngày thi đấu thì tiếp tục lại lu thêm một lần nữa và kẻ vạch vôi. Còn thời tiết mưa hay nắng là phụ thuộc vào thời tiết đâu. Mặt sân như này qua vẫn còn nguyên thì sẽ không đánh giá được, sẽ không lấp hết được, nhưng ban tổ chức sẽ lấp, sẽ phải lu đi cỏ cao. Kinh khủng, dù kiểu kinh khủng. Như thế này thì gần như là những cầu thủ không, rất nhiều cầu thủ sẽ không tự tin kiểm soát bóng. Trơn trượt.